Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tỷ Hưu đá phong thủy cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, mệnh Lưu Trung Hòa. Thứ nhất, truyền thuyết về Tỷ Hưu. Tỷ Hưu là một trong những linh vật linh thiêng trong truyền thuyết và cho đến nay vẫn được dân gian kính trọng, thờ phụng. Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con và Tỷ Hưu là đứa con thứ 9, sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất. Ở Tỷ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỷ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác như đầu kỳ lân có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, mông to, đuôi dài, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỷ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Chính vì lẽ đó, dân gian quan niệm rằng khi sở hữu một Tỷ Hưu bên mình thì người sở hữu sẽ sớm trở nên giàu có, bởi của cải chỉ có vào mà không có ra. Thoạt nhìn, Tỷ Hưu trông rất hung hãn, dữ tợn nhưng lại toát lên thần khí oai nghiêm, kiêu hãnh, tự tin và đầy sức mạnh. Ngoài điểm độc đáo về hình dáng, Tỷ Hưu còn có một đặc điểm đầy thú vị, đó là thức ăn của Tỷ Hưu chủ yếu là vàng bạc, châu báu và tinh huyết của các loài ma quỷ. Chính điều này đã làm cho bản thân Tỷ Hưu thêm nhiều ý nghĩa. Thứ hai, Tỷ Hưu đá phong thủy cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Theo phong thủy, mỗi mệnh hợp với các màu sắc khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao mà khi chọn Tỷ Hưu, người ta lại quan tâm đến màu sắc. Nếu chọn màu không hợp với bản mệnh, không những không có tác dụng tốt mà còn phản tác dụng không tốt đến người chủ. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có ngũ hành nạp âm là Lưu Trung Hòa. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Tỷ Hưu đá phong thủy có màu xanh lục thuộc mệnh mộc để được năng lượng tương sinh, hoặc các màu đỏ, tím, hồng, cam là các màu sắc thuộc mệnh hỏa sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn như... Tỷ Hưu đá agat đỏ. Tên gọi agat bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là hạnh phúc. Từ ngàn năm trước, loại đá này đã nổi tiếng trong phong thủy để làm bùa hộ mệnh, mang lại may mắn, bình an cho con người. Đá agat đỏ có thể chữa được nhiều bệnh liên quan tới phổi họng, giúp giải độc, trung hòa nồng độ axit ở dạ dày. Là viên đá hấp thu rất nhiều nguyên khí trong tự nhiên nên có khả năng chống lại nhiều tia năng lượng có hại, âm khí và ma quỷ, bảo vệ chủ nhân khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. Tỷ Hưu đá agat đỏ là trang sức biểu tượng cho sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ, mang lại phú quý cho người đeo. Tỷ Hưu đá thạch anh xanh. Người xưa luôn quan niệm sử dụng trang sức Tỷ Hưu đá thạch anh xanh sẽ như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ con người khỏi những điều xấu hay của những thế lực đen tối. Khi sử dụng Tỷ Hưu đá thạch anh xanh bên người sẽ giúp bạn thành công hơn trong các cuộc đàm phán, thuận lợi hơn về đường công việc, kinh doanh, giúp chủ nhân điều hòa các mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và hóa giải các mâu thuẫn trong công việc, cuộc sống đời thường. Như đã nói ở trên, thạch anh xanh được gọi là thạch anh tài lộc, nên khi sử dụng Tỷ Hưu từ đá thạch anh xanh sẽ giúp bạn thu hút được tài lộc, may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn. Tỷ Hưu đá thạch anh tím. Trong suốt chiều dài lịch sử, những viên đá thạch anh tím được coi là đá của quý tộc, đá của hoàng gia, được sử dụng nhằm cải thiện sức khỏe, giúp giải rượu, rối loạn giấc ngủ, thần kinh, rối loạn tâm thần. Và theo nghiên cứu mới nhất, đá thạch anh tím phát ra năng lượng tích cực, hữu ích trong việc giúp cai nghiện, là viên đá được mệnh danh là viên đá hộ thân mạnh mẽ, bảo vệ bạn khỏi các yếu tố tiêu cực, đón nhận may mắn. Năng lượng trong đá thạch anh tím còn giúp bạn hỗ trợ tốt cho các mối quan hệ xã hội, tăng cường tình cảm gia đình, bạn bè, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Tỷ Hưu ngọc phỉ thúy.
Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố phi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố phi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Ngọc phỉ thúy là loại vật chất tụ khí dương tốt nhất, có tác dụng trừ tà, giải âm, giải độc, thông huyết mạch. Ngọc phỉ thúy cung cấp năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, mạnh mẽ, tăng dương khí cho cơ thể, đem lại tài lộc, may mắn cho người đeo. Thứ ba, ý nghĩa tỳ hưu trong phong thủy. Trải qua hàng nghìn năm, tỳ hưu được các nhà nghiên cứu về phong thủy coi là linh vật số 1 trong phong thủy. Linh vật này từng là bảo bối của một triều đại phong kiến, gắn liền với rất nhiều truyền thuyết và dấu vết lịch sử. Các bậc thầy về phong thủy cho rằng tỳ hưu là linh vật mang đến tài lộc và thịnh vượng. Bởi vậy mà viên tham quan hỏa thân thời nhà Thanh mặc dù được vua hết sức ân sủng, nhưng với lòng tham và nhờ thỉnh tỳ hưu giấu kín trong nhà mà khối tài sản của ông sau này lớn gấp 10 lần nhà vua. Như vậy ta có thể thấy tỳ hưu thực sự có sức mạnh và ý nghĩa to lớn trong phong thủy. Thứ nhất, tỳ hưu có tác dụng chiêu tài lộc, mang lại nhiều điều tốt lành. Theo quan niệm của các nhà quyền quý thời xưa và trong phong thủy thì tỳ hưu chuyên ăn vàng bạc nhưng lại không có hậu môn nên chỉ ăn vào mà không thất thoát đi. Vì thế trong phong thủy các nhà quyền quý thời xưa trưng tỳ hưu để cầu tài lộc với hy vọng sự giàu có, sung túc trong công việc, kinh doanh cũng như thăng quan tiến chức để bổng lộc ngày một nhiều thêm. Thứ hai, tỳ hưu có tác dụng hộ mệnh, xua đuổi tà ma, tà khí. Do đặc điểm bên ngoài của tỳ hưu nhìn rất hung hãn, dữ tợn, đồng thời lại thích hút tinh huyết của các loài ma quỷ và trừ chúng. Vì thế ma quỷ rất sợ tỳ hưu, nên trong phong thủy người ta quan niệm nếu đặt tỳ hưu ở trong nhà thì có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, nên đặt ở các hướng tốt như hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh của các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thứ ba, tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy, khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Thứ tư, một số lưu ý khi sử dụng tỳ hưu. Để linh thú có thể phát huy hết tác dụng, khi dùng tỳ hưu cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như: trước tiên bạn cần phải đảm bảo rằng đã chọn được cho mình mẫu tỳ hưu từ 100% đá tự nhiên, vì các loại đá tự nhiên trải qua hàng triệu năm tồn tại mới hấp thụ được tinh khí đất trời, mang năng lượng phong thủy cao. Thứ hai, sau khi thỉnh tỳ hưu về, cần khai quang điểm nhãn thì tỳ hưu mới phát huy hết tác dụng. Tránh việc sờ, chạm hoặc để người khác sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của tỳ hưu như mắt, mũi, răng, miệng, sừng tỳ hưu. Điều này làm tổn hại đến tỳ hưu vì chúng được ví như linh vật có hồn. Không mang theo tỳ hưu khi quan hệ vợ chồng, khi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Không dùng tỳ hưu làm trang sức cổ chân. Khi đi ngủ thì không nên đặt tỳ hưu ở vị trí đầu giường. Nếu đang đeo trang sức tỳ hưu bên mình, tránh không đem cho, tặng hay bán chúng cho người khác. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đem tặng và bán đi sự may mắn, tài lộc của bản thân vào tay người khác.
cũng như một số linh thú khác. Sử dụng tỳ hưu mang lại rất nhiều lợi ích về phong thủy, nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Do đó, các bạn nên tìm mua các mẫu tỳ hưu ở những địa chỉ uy tín, không nên sử dụng tỳ hưu làm từ đá bột, trông sẽ bắt mắt, giá thành rẻ nhưng lại không có giá trị nhiều về mặt phong thủy, cũng như các sản phẩm tỳ hưu đã qua quá trình chế tạo, nấu đúc, vì như thế được xem là vật nhân tạo, không tích tụ được linh khí đất trời, sẽ không đem lại tác dụng như mong muốn. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý bên mình có cung cấp các loại trang sức tỳ hưu được chế tác từ 100% đá tự nhiên, có chất lượng tốt. Các bạn hãy liên hệ số điện thoại 091 199 8682 hoặc 0986 707 892 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi đặt các vật phẩm bên mình, các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú khai quang vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí giao hàng tận nhà. Thứ ba, về chế độ bảo hành sản phẩm, lên đến 1 năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.